hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta chỉ là những tiếc nuối của một tóa đôi mới đã xa. Và xấu hổ với bạn bè vì vẻ bề ngoài của anh đã, đã có rất nhiều trên tình yêu mấy đời thì nó đẹp hơn anh. Phải rời xa thôi người mình yêu mà chẳng thể chào quý khách hàng đến với kênh Tua Tút Nhà Đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà ở quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà Đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà Đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 16m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ ông giặt và thân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính tây, phù hợp cho cái hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có một con đường trước nhà rất là rộng, xe hơi xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của mình rất là dễ dàng. Như con đường phía trước căn nhà rộng lên đến khoảng 6m và căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm một trục thuộc đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra trục đường chính đường Phạm Văn Chiêu thì khoảng 50m. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà lại một lần nữa và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp từ dưới trệt lên đến sân thượng để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho quý hàng. Căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa, mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có một khoảng sân khoảng 2m rưỡi để mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì hai bên mình cũng đã được ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi, rất là sạch sẽ. Và di chuyển vào bên trong là mình sẽ đến với một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinfa, bộ cửa phòng khách cũng như gara xe hơi của căn nhà. Và di chuyển vào bên trong căn nhà mình thì đây là khu vực gara xe hơi. Thì khu vực này nếu như mình có xe hơi mình có thể để bộ vào cái khu vực ở dưới tầng trệt này thì phòng khách mình sẽ được di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn tạm thời mình chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng làm phòng khách của căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế một trệt một lửng và ba lầu. Khu vực dưới tầng trệt thì mình có gara để xe hơi và phía sau là không gian phòng bếp căn nhà. Phòng khách thì được thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cũng như mình sẽ có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ ông giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho cái nhà hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã bao gồm toàn bộ nội thất bên trong. Cũng như căn nhà này thì được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Khu vực gara xe hơi thì anh chị đang để một bộ bàn ghế sofa. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi cũng như một cái tivi. Và không gian phòng
khách ở dưới tầng trệt này thì mình hai bên được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5 m và phía bên trên mình có những bức tranh trang trí và hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Cũng như khu vực dưới tầng trệt này thì anh chị có đổ cho mình một lớp bê tông dài khoảng 10 phân để mình có thể để xe hơi vào bên trong căn nhà. Nếu nhà gia đình mình có xe hơi thì mình cũng sẽ không sợ bị lún. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ cầu thang như tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang mình có một cái tủ rượu cũng được làm bằng chất liệu gỗ sồi, rất là đẹp. Và khu vực cầu thang thì mình sẽ có một cái bình hoa trang trí rất là đẹp. Và di chuyển là khu vực phía sau là không gian phòng bếp căn nhà. Thì căn nhà mình đang có diện tích ngang 4,2 m và độ dài lên đến 16 m. Căn nhà mình thì được thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu. Để công năng sử dụng căn nhà mình rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Cũng như đây là không gian phòng bếp, mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm lại trước nhà. Và mình sẽ có không gian để tủ lạnh khá là rộng, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi. Và phía sau căn nhà là mình sẽ có một cái giếng trời, một cái nhà vệ sinh và một cái sàn rửa. Đây là cái sàn rửa khu vực phía sau căn nhà, và phía bên trên mình có giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng, cũng đã được anh chị chủ nhà che chắn rất là kỹ càng. Kế bên thì mình có một cái nhà vệ sinh sử dụng rất là thuận tiện. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình chỉ trong tầm tiền khoảng 6 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đã bao gồm nội thất. Và khi quý khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị chủ nhà tặng lại hết cho quý khách hàng. Và nếu như gia đình mình đang thiếu một chút ít tiền thì anh chị chủ nhà sẽ hỗ trợ cho gia đình mình để gia đình mình vay thêm tiền ngân hàng để mua được một cái căn nhà ưng ý, một căn nhà đẹp và đang có một cái giá rất là mềm. Đây là không gian phòng khách phía trước của căn nhà, và nếu như mình có xe hơi thì khu vực phòng khách phía dưới mình sẽ sử dụng làm gara xe hơi. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì khu vực phía bên trên tầng lửng này thì anh chị thiết kế để mình làm phòng khách, và nếu như gia đình mình có nhu cầu muốn sử dụng làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình cũng như phòng ngủ hoặc là phòng khách thì cũng rất là thuận tiện. Vì căn nhà mình được thiết kế phòng khép kín có máy lạnh, và phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực 10 ly. Bên trong không gian phòng khách tầng lửng thì mình sẽ có một cái bàn nho nhỏ và một cái bàn làm việc cũng như kệ để tivi đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng. Đây là không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư Quang Trung cũng như Phạm Văn Chiêu, và sát bên là ngã ba Phạm Văn Chiêu và cây châm. Thì rất là thuận tiện để mình có thể vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như cho thuê thì rất là tuyệt vời. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thành phố thì cũng chỉ khoảng 10-15 phút thôi. Và mình về sân bay thì khoảng 7-10 phút là mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Rất là thuận tiện và rất là dễ dàng rồi. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Một căn nhà được thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế mỗi lầu là mình sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thoải mái. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi quý khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Cũng như quý khách hàng có nhu cầu muốn vay thêm tiền để mua ngân hàng mua căn nhà thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với một cái mức vay lên đến 80% giá trị căn nhà và một cái
mức lãi suất thấp. Tại thời điểm mùa Covid năm 2021 này, đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Ở căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất bên trong. Và khi quý nhà mua căn nhà này thì mình chỉ việc xách vali vào nhận nhà ở ngay thôi. Mình không phải sắm thêm nhiều đồ gì nhiều. Rồi tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính thì đã được anh chị chủ nhà full nội thất 3 phòng. Và còn một phòng thì anh chị đang để trống để nếu quý hàng có đã có sẵn giường, tủ thì mình chỉ việc về là mình sẽ kê vào. Là mình đã có sẵn 4 phòng ngủ đã bao gồm nội thất. Đây là phòng phía trước, phòng số 4 căn nhà. Phòng này thì anh chị đang để trống để cho quý hàng có những cái đồ cũng như vật dụng gia đình mình yêu thích thì có thể giữ lại và có thể lắp ráp vào cái khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như ngã ba cây châm Phạm Văn Chiêu. Và căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 16m, được kiên cố là 1 trệt 1 lửng và 3 lầu. Thì công năng sử dụng căn nhà mình, khu vực dưới tầng trệt thì mình thiết kế là để xe gắn máy và gara để xe hơi. Ở phía sau căn nhà thì là không gian phòng bếp và tầng lửng căn nhà được thiết kế để làm phòng khách. Và 2 lầu thì mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Thì đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Mình có một cái sân thượng khá là rộng để mình có thể là vui chơi cũng như trồng cây ở phía trước căn nhà. Và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực phòng giặt và sân phơi. Cũng như phía bên trên này thì anh chị đang để trống để quý nhà muốn làm phòng thờ thì anh chị sẽ làm thêm cho mình cái phòng thờ. Còn mình chưa có nhu cầu thì mình có thể để làm sân cho nó rộng rãi. Thì anh chị sẽ đang giữ nguyên cái hiện trạng. Cũng như đây là khu vực phía sau căn nhà, mình sẽ có một cái khoảng không gian phòng giặt bên trong và một cái sân phơi ở phía bên ngoài. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.